Hello, xin chào mọi người. Và vẫn là Tony đây. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem một số mẫu giày mới. Nhưng những mẫu giày này là một trong những mẫu giày mà được giới trẻ yêu thích nhất, với một cái phong cách cực kỳ trẻ và cái form cực kỳ đẹp. Và kèm theo đó nữa là một trong những cái mẫu giày có thiết kế, gọi là thiết kế mà khủng khiếp nhất về cái bộ đế này. Thì mình đang cầm trên tay là hai chiếc của hai đôi khác nhau, nhưng mà mình tách ra mỗi đôi thành một chiếc để mà mình dễ cầm và review cho bạn xem. Thì hai cái mẫu này là hai mẫu Doctor mình mượn được tại Vuva Shop, và địa chỉ ở này là vuva.vn. Thì mình cũng được biết rằng vuva.vn là một trong những địa chỉ cung cấp giày uy tín nhất, và nó thuộc về phân khúc là giới trẻ. Cho nên những bạn nào yêu thích cái đồ mà trẻ trung và phong cách thì các bạn hãy truy cập vào link mình để bên dưới, và các bạn cũng có thể xem giá của đôi này. Thì mình tiết lộ một điều nhỏ thôi, Vuva.vn đang sale off với 30-50%. Nếu như bạn nào đặt trong video này thì sẽ được là gần 50%. Còn những bạn nào chưa cập vào Vuva.vn thì các bạn sẽ nhận được thêm ưu đãi mới và cực kỳ hot và khủng nhất trên thị trường. Và mình sẽ đi vào chi tiết nhất cái đồ này. Điểm qua, thứ nhất là về cái form dáng thì hai đồ này được làm cùng form với nhau, nhưng mà cái màu thì nó hơi khác chút xíu. Thứ nhất là đồ này dành cho những bạn nào yêu thích cái sự mà đột phá, và thứ hai nữa, bạn yêu thích phượt và yêu thích cái sự hầm hố của những cái đôi Dr. Martin kiểu dáng Forerunner, với những cái đường chi tiết dưới cái mặt đế cực kỳ hầm hố, và nó sẽ giúp các bạn cao thêm là 4cm. Và những cái dây này thì các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp, hình như là khác biệt với những đôi Doctor khác. Đối với những đôi màu đen này, cái phần dây thì nó lại khác hơn cái đôi màu này, thì mình gọi là màu gỗ để cho mà dễ phân biệt. Về cái phần form mũi của đôi này thì nó được làm khá là cao, giúp cho chân của các bạn ở trong nó thoáng hơn và không bị đau chân khi mà mang một cái thời gian dài. Và kèm theo đó nữa là hai đôi này là đôi 6 lỗ, nhưng mà cái bên trong của đôi màu gỗ này á, nó được làm bởi một cái lớp da khá là mỏng, nhưng mà lớp da này sẽ giúp cho chân các bạn là đi thoáng hơn, và kèm theo đó nữa là không bị hôi chân cho đến một cái giai đoạn nào đó mà được gọi là giai đoạn thối chân, giai đoạn cuối. Và cái lớp lót trong này nó được in hẳn cái logo là Dr. Martin, cực kỳ đẹp và cực kỳ mềm. Mình thì mang đôi này rồi, mình cảm thấy rất là êm. Tí nữa thôi mình sẽ trên chân cái đôi này, các bạn sẽ thấy nó đẹp như thế nào và hấp dẫn như thế nào. Đôi này thì các bạn có thể mang đi cua gái tán gái cực kỳ, kêu là quá đỉnh luôn. Về phần đế thì mình cũng nói qua một phần rồi, nó được làm cực kỳ đẹp và nó được làm từ 100% cao su đúc. Kèm theo đó nữa là những cái đường chỉ ở này, nó được liên kết phần đế với lại phần thân dày, giúp cho cái đôi này trở nên cực kỳ chắc chắn hơn. Và những bạn nào phù hợp với đôi này là, thứ nhất là những bạn trẻ, thứ hai nữa là những người mà yêu thích phượt và những người đi làm công sở cũng có thể phù hợp với đôi này. Và phối cái đôi này với những bộ đồ như thế nào, và kể cả đôi này, thứ nhất là các bạn cũng có thể phối với quần jean này, jean dài, và thứ hai nữa là jean ngắn, và thứ ba nữa đó là những chiếc quần tây, quần Âu, rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Và nếu như bạn nào muốn phá cách hơn thì các bạn cũng có thể là không mặc quần cũng được, nhưng mà các bạn sẽ gây sự chú ý rất là nhiều người. Và đối với đôi màu đen này thì khi mà kết hợp đồ ấy, các bạn lưu ý rằng đây là một trong những đôi giày da bóng, cho nên các bạn hãy lựa chọn những trang phục phù hợp với đôi giày này. Ví dụ đây là đôi giày đen thì các bạn cũng có thể mặc một cái quần đen hoặc là một cái áo màu đen để phù hợp cái đôi này. Và đôi này ở dưới đế nó khác hơn so với cái đôi màu gỗ mình đã nói lần trước, thì nó được làm, đây là một màu vàng với những chi tiết là những cái hoa bốn cánh, những cái hoa bốn cánh, và những chi tiết cũng không hề thua kém cái đôi này. Nhưng mà đôi này nó được làm cao su đúc, và đôi này thì làm từ cái đế cao su nhưng mà màu vàng. Thì chiều cao của đôi này là 4cm, và phía sau cũng thế. Và bây giờ mình sẽ đi vào chân và chi tiết nhất hai đôi này thì các bạn hãy đón xem. Và nếu thích thì các bạn hãy comment xuống video này và inbox riêng cho mình, hoặc là các bạn cũng có thể truy cập vào vuva.vn để xem các mẫu mới hơn.
và mình sẽ review trong các video sau. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết nhất. Cảm ơn mọi người đã xem video này.